Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em. Nhớ cái yo yo. Hello nha, chào mọi người nha. Chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Poker Đại Chiến nha. Chào mừng các bạn đã đến với video cuối cùng của kênh từ Bá Đạo anh em. Xin chào các bạn nha. Thoáng cái một năm lại trôi qua rồi anh em. Hôm nay đã là 31 tháng 12 năm 2021 rồi. Đấy. Tình hình thì sau video này chắc tôi sẽ offline tầm 1 năm anh em nhé. Có gì sang năm 2022 chúng ta gặp lại nhau sau. Đó, đây sẽ là video cuối cùng của kênh từ đường phố. Đó, có gì sang năm, đấy, qua sang năm tôi sẽ off tầm 1 năm anh em nhé. Đó, có gì sang năm đầu 2022 thì tôi sẽ gặp lại các bạn. Đó, tạm biệt 2021, có gì sang năm 2022 chúng ta gặp nhau anh em nhé. Khoảng cái 1 năm trôi qua nhìn quá trời luôn. Và ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ có một cái mini game vô cùng đặc biệt và hấp dẫn dành cho anh em. Hiện tại chúng đang ở con ạc Idol Bá Đạo ở S999 anh em. Hôm bữa thì có làm event nhưng mà bạn Trung Ạc đã không nhận ạc bởi vì tham gia không đầy đủ tiền lệ chương trình. Thế nên là hôm nay tôi sẽ không yêu cầu thể lệ gì quá cao đâu. Cái thức dường là rất là đơn giản thôi, cực kỳ dễ cho anh em thể lấy được con ạc này. Đầu tiên thì trước khi nói về event các kiểu thì chúng ta sẽ ngồi quay 10 lần vòng quay đây anh em, để xem tình hình thế nào. Tôi kiếm thêm ít vé không đi săn Pokemon cho anh em luôn. Mong rằng sẽ ra được vài vé anh em. Rồi có vé rồi, 10 vé đầu tiên. Lượm lượm ngay anh em. Rồi. Chỉ là quẩy mê cung cao cấp thôi, bắt thêm Pokemon khủng về cho các bạn làm clip luôn cho nó vui. Nói thì nói vui thế thôi, video này cũng là video cuối cùng của kênh rồi anh em. Cũng chả còn là gì để nói ở cuối video ngày hôm nay. Mong rằng sang năm 2022 thì sẽ được anh em ủng hộ nhiều hơn ở cái kênh này. Và giúp kênh cũng phát triển thêm, ok cảm ơn mọi người. Thì đây sẽ là video cuối cùng của kênh trong 2021 anh em nhá. Chứ không phải là video cuối cùng của kênh đâu, tôi phải dừng lại đây anh em. Chỉ là video chào nhau cuối năm thôi, ok à. Là cái speed là ngon đấy. Mini game đơn giản cho anh em thôi. Các bạn đừng quên đó là like và đăng ký kênh. Đó, hai bước đơn giản đầu tiên thôi. Việc thứ hai là anh em xuống phần comment nhé. Các bạn để lại một lời chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa. Tôi ở video ngày sang năm, trưa ngày mai, tầm video trưa, video trưa mai, tôi sẽ random và duy nhất được một bạn thôi. Đó, ra tên bạn nào thì bạn ấy sẽ nhận hàng ngày luôn. Và anh em comment nhớ lại tên Facebook nha. Một câu chúc mừng năm mới và kèm theo tên Facebook của anh em nha. Chứ đừng quên tên, tôi không tìm được đâu. Nhớ đây là tên Facebook, mất công tôi không tìm được các bạn thì đúng là buồn lắm đấy. Đó, bây giờ lại đơn giản thế thôi. Đấy, anh em mà muốn tham gia thì vui lòng comment nhé và để lại tên Facebook của các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Còn đâu giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn mê cung con nạc này. Và con nạc được tặng con nạc này anh em nhé, thông báo trước nha con nạc này. Không tí nhiều anh em cứ hỏi ạ. À. Nó chơi vui anh em nãy giờ thôi. Còn đâu giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quẩy mê cung giới hạn anh em. Được bao nhiêu vé đây? Cầm 60 vé đi anh em. Hôm nay chúng ta có 60 vé. Hai chà. Xem nào, con nàng này xem đang cần gì anh em. Thần gió các bạn, ui, được ra thần gió thì đúng bài cho anh em phải chơi luôn nhờ. Đúng hợp tủ bài anh em. Rồi, mê cung giới hạn, 60 vé, xảy đôi. Tính ra tôi đợi thời tiết bắt anh em nhưng mà vì điều kiện công việc trông cho phép anh em tôi còn phải đi làm nữa. Thành ra là không thể đợi thế được các bạn, nên tôi vào bắt luôn. Ok, chúng ta đang đi trong lượt vé đầu tiên các bạn. Let's go. Chưa thấy con Pokemon nào là nạ nhỉ. Ra được con Pokemon là nạ cũng được anh em. Ôi trời, 10 vé đi qua rồi anh em. Khoảng cái 10 vé trôi qua rồi các bạn nhá. Không biết là tình hình anh em bắt bọt đến đâu rồi anh em. Đây, tình hình của tôi đây các bạn. Ngồi xây vé này cũng không phải là biện pháp anh em. Tôi sẽ vào bắt các bạn. Tôi sẽ vào bắt một số Pokemon tạm thời về để ta tăng bộ sưu tập cũng được. Chứ ngồi mà cứ bắt chay thế cũng không phải là biện pháp anh em, thật sự luôn. Bốn mươi sáu phần trăm về đội luôn em ơi. Kìa, mạng tranh nhau vậy à, về nào. Ôi trời ơi, cảm rồi, tôi bị cảm rồi anh em. Rồi nhận câu là tiếp tục hành trình anh em. Sự thần cần lắm lúc này là thần gió anh em nhé. Thứ tôi cần lắm lúc này là thần gió thua rớt các bạn. Hay bắt được thần gió các tôi nghỉ luôn anh em, còn dư bao nhiêu vé ngày mai cho bạn chuạc mới cầm chơi luôn. Đấy, nói chung là event hôm nay là bao trúng nhá anh em nhá, không phải no gì đâu. Giờ các bạn chỉ cần làm đó là like và đăng ký kênh thôi. Sau đó xuống phần comment trả lời câu hỏi, nhớ là kèm theo tên Facebook của anh em nhá, các bạn đừng quên cái đấy. Không ngày mai mà tôi check bạn nào mà không ra có tên Facebook thì tôi không gửi quà đâu. Bạn nào có tên Facebook thì tôi sẽ gửi quà bạn đấy. Và người đầu tiên comment được random ra nhá. Đó. Ok kìa. Đùa
Thì anh em đi bắt sự kiện xa rồi chứ tôi đây anh em, sắp 30 vé cho qua rồi các bạn. Trời ơi. Sắp 30 vé cho qua rồi các bạn. Thật là không thể tin được các bạn ạ. Nếu như không nói là quên mất luôn là nãy giờ mình bắt sắp 30 vé rồi anh em. Nếu như không nói là không để ý luôn các bạn. Không để ý luôn là nãy giờ tôi bắt sắp 30 vé rồi anh em ạ. Nào về độ em ơi. Nào săn thêm vài con nữa để câu giờ các bạn. Nghĩa câu giờ cho tỷ lệ nó ra anh em chứ mà câu giờ video nó. Trời ơi. Ngồi bắt con mấy Pokemon này nó mẹo cả anh em. Nói chung là bắt Pokemon thì có mẹo cả rồi. Trước đây thì mới là bây giờ còn áp dụng được không anh em. Đây là một cái mẹo này. Có nghĩa là các bạn cứ random xong các bạn này vào bắt trong random này vào bắt giữa chừng này này. Cắt ngừng á. Tỷ lệ random nó ra cao hơn. Bây giờ thành công hay không thì tôi chưa biết anh em. Trước mắt là tôi thấy vé đang bay màu dần các bạn. Ok kìa, neo này đèn đến vậy các bạn. Thôi nào, nhân phẩm cho em nó cái nào, cho xin con lạc, cho xin thần gió nào. Cần nắm thần gió lúc này anh em. Thôi nào. Ok kìa. Thần gió đó rồi. Và bắt luôn con này anh em. Đùa 60 vé trôi qua trong ngang tấc các bạn. Đen đấy nhỉ. Đúng cái mê cung này khó bắt thật. Thế nhiều anh em bảo là đừng bắt đấy. Bắt đợi thời tiết vào bắt nời hơn. Đúng thật các bạn. Không phải đâu anh em. Các bạn nên đợi thời tiết rắn vào bắt nha. Chứ bắt gì thì nổ lắm. Nghĩ sao mà ngồi quăng nãy giờ hơn 60 vé. Gần 60 vé đi rồi mà không ra được cháu nào nên toang chết rồi. Nổ quá các bạn. Này nổ sự kiện quá. Trời ơi. Ô kìa, ngày đầu mới ra hay là do nàng này đen ta? Chẳng lẽ phải nhảy thêm áo khác các bạn? Tôi định không nhảy đâu, nhưng chắc giờ này chắc có khi phải nhảy thêm áo nữa để săn xem thế nào các bạn. Chứ thế này thì toang quá rồi. Nói chung event này thì tất nhiên là bắt thì cũng tùy mỗi người cảm nhận thôi, nhưng con event này tôi thấy cũng được. Bởi vì bắt được một trong bộ ba thanh kiếm sĩ cũng ngon anh em. Bạn nào mà về sau chơi lên hy sinh là các bạn vẫn có thể sử dụng. Còn không thì anh em nói chung thì bắt thần gió, được thần gió thì cũng ngon. Đấy bạn là chơi team bay được thần gió cũng ngon. Còn không được hai bộ đôi dẫn đá kia đi cập tem đấy cũng được các bạn. Nghe bảo con rắn màu xanh ấy là nó có nhiều hiệu ứng ngon lắm anh em. Tôi chưa dặn. Ô kìa. Cháu này có đây luôn à? Hay là nó trong sự kiện lần này vậy anh em? Con này có trong sự kiện hay là nó ở đây vậy? Thế 0% này. Con này trong sự kiện à? Cũng là con hàng cũng ngon anh em. Bữa tôi có test cho các bạn xem rồi đấy. Đây này, cháu nó đây này. Chà, không sợ luôn à. Nào. Ô kìa, hù nhau cái nào. Rồi, ok, chụp ảnh lại. Chứ tôi hù nó chụp ảnh lại thôi anh em. Rồi, bắt nào. Đâu có phần trăm mà anh em. Không phải. Vậy đây là Pokemon bình thường rồi. Có phần trăm là Pokemon bình thường rồi anh em. 55% ạ. Bắt này cũng dễ nhỉ. 60% luôn ạ. Về đội luôn. Này bảo không về nữa thôi anh em nghỉ game. Nhìn cái đấy mà bảo không về cũng lạ. Không phải anh em, con này không phải. Tưởng không phải Pokemon sự kiện anh em. Không phải là em mà. Tiếp nào. Ô kìa. Như đùa các bạn. Ôi giời ơi, còn 7 vé các bạn. Không biết là anh em chơi sự kiện ra sao chứ đây 60 vé mê cung của tôi đây anh em. Đây là thành quả của 60 vé mê cung của tôi các bạn nhá. Một từ thôi anh em, quá đen ạ. Vừa thế giờ không ra luôn ạ. Trời ơi. Ôi giời ơi, luôn đạt 200 hình chưa tà bão ngon, lượng kim cương các bạn. Nhật kim cương, sóc quà nào. 1, 2. Ok, một thể lực phát các bạn, rồi. Vẫn chưa đủ à. Màn quay thì quay xong rồi anh em. Phục hồi tài nguyên đắt quá. Đai khai à, thôi khỏi anh em. Còn kim cương, còn thiếu dưới kim cương. À đây 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 anh em, qua đây. Ui, tí nữa quên các bạn, tội gì.
Không có việc gì khó, anh em chỉ sợ lòng không bền, anh em đào núi vào lấp biển, không làm được thì thuê, có gì đâu các bạn, qua đây. Rồi ơi, ghé đền thờ phụng anh em, thờ phụng 1, 2, 3, trời ơi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có được một phát kim cương nè, hơi lố các bạn, thôi cũng được rồi, cũng lượm núi anh em, hoàn tay mốc tiêu 6k, rồi nhận tiền vô túi nào, mở hình xem nào, dương một phẩm hiếm, vật phẩm đột phá, rồi. Ok, còn hai vé cuối cùng tôi sẽ vào đây nốt nhân phẩm của đời anh em. Ok, không còn gì để chia sẻ với các bạn nữa. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay thì nói chung thì cũng xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở sang năm nhá. Hẹn gặp các bạn ở sang năm. Có gì tôi sẽ trở lại với các bạn ở sang năm. Sang năm tôi sẽ làm clip lại cho anh em xem. Có gì anh em nhớ em sang năm đón xem clip của tôi nhá. Và đừng quên để lại kênh một like và một đăng ký để hộ channel và theo xem video nhá. Và cũng như tham gia sự kiện. Nói chung thì cuối clip cũng không có lời gì nói, thay lời cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành cùng kênh từ Bà Đạo trong suốt thời gian qua. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem và like cũng như ủng hộ kênh. Chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe, chống dịch thành công, giữ gìn sức khỏe, bảo vệ sức khỏe tốt nha các bạn. Giờ thì bye bye.